Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Từ Dưới Lên. Và Khải rất là vui khi mà ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe. Và nội dung chính của video ngày hôm nay thì Khải sẽ chia sẻ, sẽ hướng dẫn cho quý vị cách tác động và một số huyệt vị quan trọng của phế kinh để giúp quý vị phòng tránh và điều trị được những bệnh lý liên quan đến phổi. Trước khi đi vào phần chia sẻ thì rất mong quý vị hãy dành ra mỗi thời gian để nhấn vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung chính nha. Quý vị biết rằng cái thời tiết hiện nay đang giao mùa và nó rất là dễ khiến chúng ta mắc phải những bệnh lý liên quan đến phổi như là ho, hen suyễn, viêm phổi, viêm phế quản, viêm họng, vân vân. Đặc biệt là những quý vị trong độ tuổi trung niên, lớn tuổi và có sức đề kháng kém thì càng dễ mắc phải những bệnh lý này. Nha quý vị. Vậy thì bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị cách tác động để đả thông được cái đường kinh mạch phế kinh cũng như là tác động vào một số huyệt vị quan trọng của phế kinh để giúp quý vị phòng tránh được chủ động những cái bệnh lý liên quan đến phổi, hoặc nếu như mà không may quý vị đã mắc phải rồi thì chúng ta cũng có được một cái phương pháp để giúp cơ thể mau khỏe trở lại hơn. Và cũng như những đường kinh mạch khác thì phế kinh nó cũng sẽ có cái khung giờ hoạt động riêng tuân theo quy luật là tiếng ngọ lưu trú. Và khung giờ của phế kinh là nó sẽ hoạt động từ 3 đến 5 giờ sáng. Thì nếu như được khoảng 5 giờ, 4 rưỡi 5 giờ sáng quý vị thức dậy, quý vị sẽ tác động vào phế kinh. Đó chính là cái cách để mà chúng ta điều dưỡng phổi một cách tốt nhất. Thì phế kinh nó sẽ bắt đầu đi từ huyệt vị trung phủ ở trên cái vùng ngực của chúng ta, gần cái khóe của cái nách trái, cái nách của chúng ta. Đường kinh bên trái thì huyệt vị trung phủ ngay chỗ này. Nó sẽ đi vòng lên cái bả vai, đi qua huyệt vị vân mâu này, và nó đi men theo cái mặt trong của cánh tay, đi qua huyệt vị như là huyệt vị xích trạch, đi xuống khu vực phía dưới này, đi qua huyệt vị liệt huyết này, huyệt vị thái uyên này, và nó sẽ kết thúc tại huyệt vị thiếu thương nằm cạnh cái chân của móng tay cái. Và tương tự như vậy thì ở bên phải của chúng ta cũng sẽ có một cái đường kinh mạch nó đi tương tự. Và thế thì vào lúc là 4 rưỡi đến 5 giờ sáng, quý vị thức dậy chúng ta có thể ngồi, chúng ta tác động, chúng ta vỗ vào cái đường kinh mạch phế kinh này bằng cách là chúng ta sẽ dùng cái bàn tay chúng ta. Ví dụ như là khi mà chúng ta tác động đường kinh mạch bên trái, chúng ta sẽ dùng cái tay bên phải, chúng ta nắm lại như thế này, nắm nhẹ nhàng thôi quý vị. Rồi chúng ta sẽ vỗ men theo cái đường kinh mạch phế kinh này. Mục đích là nó sẽ giúp khí huyết được lưu thông nha quý vị. Khí huyết được lưu thông. Tại vì trong cái thời tiết giao mùa như thế này thì phong hàn và tà khí nó rất là dễ xâm nhập vào cơ thể và nó làm ách tắc kinh mạch. Đó, thì nó sẽ gây ra rất là nhiều những bệnh lý. Thì quý vị sẽ dùng cái tay như vậy, quý vị sẽ đấm vỗ như thế này. Đó, chúng ta sẽ đánh vỗ men theo cái đường kinh mạch phế kinh này, từ huyệt vị trung phủ đến phía dưới cái cổ tay này. Quý vị đánh tất cả những vị trí trên cái mặt trong của cánh tay. Đó là cái cách đầu tiên. Chúng ta dùng một cái lực vừa phải nha. Tác động trên cái kinh mạch bên trái xong, chúng ta làm ngược lại, dùng tay trái đấm bóp trên cái kinh mạch bên phải. Hoặc là chúng ta làm cái động tác như thế này. Quý vị dùng khép cái bàn tay lại, chúng ta đưa cái cánh tay trái ra phía trước như thế này. Chúng ta dùng cái phần này của cái bàn tay này, chúng ta đặt ngay dưới cổ tay. Chúng ta dùng một cái lực vừa phải, chúng ta đè xuống. Rồi chúng ta sẽ vuốt vào bên trong. Vuốt vào bên trong. Rồi đồng thời chúng ta sẽ ấp cái cánh tay trái lại và chúng ta lật cái bàn tay lại, chúng ta đẩy ra phía ngoài như vậy. Rồi rất là đơn giản như vậy, và chúng ta làm lặp lại vài lần như thế. Vuốt vào. Đẩy ra. Vuốt vào. Đẩy ra. Buổi sáng nào quý vị cũng làm như vậy cả. Thì sẽ giúp khí huyết trong những đường kinh mạch nó sẽ được lưu thông nha quý vị. Tại vì ngoài phế kinh thì bên trong này có những cái đường kinh mạch khác như là tâm kinh, tâm bầu kinh. Và phía ngoài này có những cái đường kinh mạch khác, cái đường kinh dương đi phía ngoài này. Xung quanh tay chúng ta có đến 6 đường kinh mạch đi ngang qua đây mà.
như là phế kinh này, đại tràng kinh này, tam bào kinh, tam tiêu kinh, và riêng có thể Úc sẽ có hai đường kinh mạch đi ngang qua đây là tiểu tràng kinh và tam kinh. Cho nên cái việc mà vút cánh tay theo cái động tác thứ hai mà Khải vừa chia sẻ thì nó sẽ giúp vừa là đã thông được cái kinh mạch là phế kinh mà vừa giúp là đã thông được những kinh mạch khác. Cho nên nếu mà quý vị có thời gian thì chúng ta làm cái động tác này vào buổi sáng, nó rất là có ích cho sức khỏe của chúng ta. Và dĩ nhiên nếu như mà quý vị không thích dùng cái bàn tay thì chúng ta có thể sử dụng những cái dụng cụ khác để mà chúng ta hỗ trợ. Cái dụng cụ đầu tiên mà Khải thấy nó rất là hợp lý đó chính là cây lăn cầu gai đôi lớn. Đây là cái dụng cụ chính hãng của Diện Chẩn nha quý vị. Cái dụng cụ này rất là tiện. Thì tiện như thế nào? Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị sử dụng. Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng cầm cái cán và lăn ở mặt trong cánh tay này. Đây quý vị, lăn mặt trong này. Chúng ta lăn á, chúng ta cảm thấy nó rất là thoải mái nha. Chúng ta lăn mặt trong này. Thì hai cái quả cầu đinh này nó sẽ cùng lúc là lăn trên cái mặt trong của cánh tay và đã thông tất cả những cái đường kinh mạch. Là một cái cách làm rất là dễ chịu. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ dùng nó, chúng ta lăn ở mặt ngoài cánh tay. Mỗi lần như vậy thì chúng ta lăn không quan trọng lắm về cái thời gian. Quý vị có thời gian nhiều chúng ta lăn nhiều, có thời gian nhiều chúng ta lăn một cái lực nhẹ. Còn nếu mà chúng ta không có thời gian, chúng ta có thể lăn một cái lực hơi mạnh một tí mà vẫn là còn trong cái sức chịu đựng của chúng ta. Tại vì cái quả cầu đinh này nó có những cái răng như vậy, thì nếu như mà chúng ta lăn mạnh quá nó sẽ rất là đau rát. Cho nên chúng ta cũng tùy vào cái cơ địa của mỗi người nha quý vị. Lăn cánh tay trái xong chúng ta lăn cánh tay phải. Đó cũng là một cái cách tác động để đã thông kinh mạch rất là hợp lý. Đã thông phế kinh cũng như là những kinh mạch khác. Ngoài ra chúng ta có thể là dùng lăn cổ vai gáy, lăn lưng tùy vào cái mục đích của quý vị. Hoặc là chúng ta sử dụng cây búa lớn này, chúng ta vỗ vào huyệt vị trung phủ này, vỗ từ trung phủ này như thế này, và chúng ta sẽ vỗ tất cả những vị trí ở mặt trong của cánh tay men theo phế kinh nha quý vị. Chúng ta sẽ vỗ như vậy, thay vì chúng ta dùng cái nắm tay thì chúng ta dùng cái dụng cụ, nó sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Và đó chính là cái thông tin mà Khải muốn chia sẻ với quý vị về đường kinh mạch là phế kinh. Chúng ta nếu có thời gian thì chúng ta dậy vào lúc 4:30 đến 5 giờ sáng, chúng ta tác động vào phế kinh để giúp lưu thông được khí huyết, phòng tránh cũng như là hỗ trợ điều trị được những bệnh lý liên quan đến phổi. Bây giờ thì Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị cách tác động vào hai huyệt vị rất là quan trọng của phế kinh. Huyệt vị thứ nhất là huyệt vị xích trạch nha quý vị, huyệt vị xích trạch. Cái vị trí của nó là nó sẽ nằm trên cái khuỷu tay, cái ngấn của khuỷu tay ngay chỗ này quý vị này. Đây. Khải giơ cánh tay như thế này để cho quý vị có thể dễ quan sát. Hoặc là Khải sẽ quay riêng một cái video để chiếu vào khu vực này để cho quý vị dễ dàng quan sát ngay chỗ này. Tại vì trên cái khuỷu tay này nó có hai cái đường kinh mạch có tên gần giống nhau, đó chính là xích trạch của phế kinh và khúc trạch của tam bào kinh. Khúc trạch của tam bào kinh thì nó sẽ nằm ở ngoài này, còn xích trạch thì nó sẽ nằm ở trong khu vực này. Và xích trạch là hợp huyệt trong nhóm ngũ du huyệt của phế kinh, và nó có chức năng là thanh nhiệt và làm sạch phổi. Khi mà chúng ta vỗ, dùng cái thủ pháp là vỗ vào huyệt vị xích trạch này, nó sẽ giúp chúng ta điều trị được những bệnh lý do viêm phổi gây nên như là ho ra máu, ho có đờm, hen suyễn, viêm họng, hoặc là những cái tình trạng bị đau nhức khớp khuỷu tay, tê liệt cánh tay, nó cũng sẽ giúp quý vị là hỗ trợ điều trị được. Vỗ thì chúng ta vỗ như thế nào? Chúng ta có thể dùng tay để chúng ta vỗ. Ví dụ như là Khải hướng dẫn lúc nãy, chúng ta dùng cái nắm tay, chúng ta vỗ vào cái giữa cái khuỷu tay này. Đó, chúng ta dùng một cái lực vừa phải, chúng ta vỗ khoảng từ 20 đến 30 cái như vậy. Mỗi lần chúng ta vỗ khoảng 20 đến 30 cái, và một ngày chúng ta có thể vỗ vào khoảng là 2 đến 3 lần, buổi sáng hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ, chúng ta vỗ vào xích trạch. Hoặc là quý vị dùng cái búa này, cái búa chúng ta vỗ vào cũng được. Đây. Chúng ta dùng cái búa, chúng ta cũng sẽ vỗ khoảng là từ 20 đến 30 cái. Dùng cái búa vỗ thì nó hiệu quả cao hơn, cũng như là mang lại cho chúng ta cái trải nghiệm tốt hơn. Tác động xích trạch ở trên cái khuỷu tay trái, rồi chúng ta cũng sẽ tác động xích trạch trên cái khuỷu tay phải một cách tương tự như vậy. Ngoài cách là dùng vỗ, thủ pháp vỗ, thì quý vị cũng có thể là dùng hơi nóng để chúng ta tác động vào.
hơi nóng thì quý vị có thể sử dụng cái máy sấy tóc ở nhà, chúng ta thổi cái hơi nóng đó vào cái khuỷu tay để đã thông được huyệt vị xích trạch này. Hoặc là quý vị sử dụng nha ngải cứu. Để quý vị, nha ngải cứu thì quý vị có thể sử dụng, có thể mua, tìm mua ở bất kỳ cái quầy thuốc đông y nào gần khu vực mà quý vị sống. Còn nếu mà tìm không ra thì cứ liên lạc với Khải, tại vì những cái dụng cụ mà Khải hướng dẫn thì Khải đều có cung cấp cả. Thì ngải cứu này một gói là có 10 điếu, chúng ta dùng khoảng 10 ngày là nó sẽ hết, tùy vào cái bệnh lý mà quý vị đang gặp phải, ít hay là nhiều. Thì chúng ta sử dụng bằng cách là chúng ta sẽ lấy ra một điếu như thế này. Chúng ta rút cái tam trai ra. Mục đích là chúng ta tránh bỏng da, tại vì khi đốt lên cái tam trai này nó sẽ sinh ra cái tàn lửa và nó rớt lên da thì rất là dễ bỏng da. Còn khi mà chúng ta chỉ đốt không cái điếu ngải cứu này như vậy thì cho dù nó rớt vào da thì nó cũng không gây bỏng. Chúng ta thắp đỏ lên bằng bếp ga hoặc là bằng cái bật lửa khò. Rồi chúng ta sẽ cầm như thế này, cầm giống cầm viết này. Chúng ta đưa ngón tay út ra như thế này. Chúng ta tì vào cái cánh tay để làm cái cử. Rồi chúng ta sẽ đưa cái màu ngải này vào gần cái huyệt vị xích trạch. Chúng ta hơ. Nếu mà cảm thấy nóng quá thì chúng ta đưa cao lên một tí. Cái này tùy vào cái mức độ chịu được của mỗi người thôi. Chúng ta cứ hơ như vậy khoảng là 5 đến 15 phút. Rồi chúng ta hơ tương tự trên huyệt vị xích trạch ở trên cái khuỷu tay phải. Đó cũng là một cách tác động huyệt vị mang lại hiệu quả cao. Và như vậy thì thông qua video vừa rồi, Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị cách chúng ta đã xác định được cái đường đi của phế kinh, cũng như là đã chia sẻ cho quý vị những cái bài tập để chúng ta đã thông được cái đường kinh mạch này. Đồng thời cũng chia sẻ với quý vị một cái huyệt vị rất là quan trọng của phế kinh, đó chính là xích trạch, để giúp cho quý vị có thể là phòng tránh, chủ động phòng tránh cũng như là hỗ trợ điều trị được những bệnh lý liên quan đến phổi, đặc biệt là trong cái thời tiết giao mùa như thế này. Hy vọng rằng những thông tin mà Khải vừa chia sẻ sẽ hữu ích để giúp đỡ cho quý vị có thể là chăm sóc sức khỏe tại nhà. Quý vị có bất kỳ câu hỏi gì có thể để lại dưới phần bình luận của video. Ngoài ra muốn mua những dụng cụ như là cây lăn, cầu cây đôi lớn, cây búa lớn hoặc là ngải cứu thì quý vị có thể là liên lạc trực tiếp với Khải thông qua số điện thoại Khải để phía dưới màn hình. Có thể gọi trực tiếp vào giờ hành chính. Còn ngoài giờ hành chính, nếu như mà quý vị muốn đặt hàng thì có thể đặt hàng thông qua website hoặc là nhắn tin vào Zalo, Viber. Zalo, Viber thì cũng là cái số điện thoại này. Quý vị sẽ nhắn tin vào thì sẽ có nhân viên tư vấn và giao những dụng cụ này đến tận tay cho quý vị sớm nhất có thể. Bây giờ nếu như mà có thời gian, quý vị hãy dành ra mỗi thời gian để nhấn vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông thông báo để bất kỳ khi nào mà Khải ra video mới, nó sẽ thông báo đến quý vị đầu tiên và hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì Khải xin tạm dừng video tại đây. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha.